tới vùng Sáp Đô Lôn nè. Chỗ này nó gọi là cái hố của địa ngục, tức là Puy Di Phu, Puy de l'Enfer. Thì đó, chỗ này cái vùng biển ở vùng Sáp Đô Lôn nè. Giờ mình đi coi khám phá cái hố địa ngục nó ra sao. Người ta nói cái đây là nguy hiểm đó, để đang xê nó nguy hiểm. Biển bên này cũng sóng gió dữ đó. Chỗ này chụp hình cũng đẹp nè ha, coi mấy cục đá này nè. Coi mấy đá này cũng đẹp nè, chụp hình. Sao sao. Ghê ha. Ấy 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 ấy. Cái dần té nghe mình. Đứng cái này nè coi nè. Ôi ghê không? Đó lên chứ. Cái khe thấy không? Nước cao dữ vậy. Nước cao lắm, lên tới đây nè. Không, không tới đó đâu. Không tới đâu, anh tới đó tới đây thôi nè. Tới đây thôi chứ không lên tới đó. Vậy vậy ha. Thì đó, đi dài dài đó theo được, nhưng mà đừng có đi gần thì thôi. Cái này ghê quá ha. Độc, lạ. Ủa, mấy cái cảnh này mà quay là đưa lên YouTube cũng là độc lạ. Nước này chắc nước của thành phố nó làm cái cống kể ra. Nước kể ra bởi nó hôi hôi ha. Đúng rồi, cái đó mày nói. Đứng đây chụp được nè. Cái khe nè. Ngộ ha. Cái đường này mà đứng ở đây chụp nó khe được. Rồi. Mình đứng đây nha Minh. Minh, ông đứng đây em lấy em chụp tôi đi. Giờ mình đi. Đó, thấy không? Cái này rớt xuống là chết á. Nè, có rớt. Đi mà đừng có cho té xuống thôi. Ê. Chụp cái khe này thử coi. Vậy ha. Có phải xuống dưới được không? Đây khe đây. Đẹp quá. Đứng cái này chụp đẹp nè ha. Chạy đi nha, đứng qua đây nè, chụp đó, đứng ngay chỗ đó đó. Đây là cái chỗ nghe nè, theo tôi nghe. Sâu lắm. Cái này nè, chúng ta chụp chết. Cái này xung quanh là khe nhưng mà nó lớn hơn chút. Bên toàn là đá không, mà đá này nó làm như là cái nhà ta xây nè, chất tường ta xây lên. Ghê quá ha, vô đây. Cái này té xuống là bể đầu rồi.
xuống nè, đi xuống đây, đi từ từ đi xuống đây, coi cái cục đá. Hôm nay chắc không có đi xuống thử khám phá đâu, mà đi xuống được không được chứ. Không có sao xuống được. Mình phải để cái sắt á, để sắt ở đô thôi. Tôi mới xuống được. Đó, nhìn xung quanh đá không. Đây dưới này mấy con đá tròn tròn cái này đẹp quá. Đây đá lớn, đây đá cũng lớn. Đây là có cái cục đá lại để chúng ta bước qua vậy này. Được. Cái này mình xuống được á mình ha. Không có gì khó đâu. Rồi bên này cũng có cái khe mà nó không có sâu, nên nó không có ghê bằng bên kia, các bạn thấy không? Đó, cũng có đường xuống nè. Đó, khe này cũng khe nhỏ đây, nước cũng chảy vô kia ra. Đó. Ở đến đây chấm dứt chương trình video, hẹn các bạn thì sao, bye bye.